Vâng, tôi xin được cảm ơn tất cả các bạn học sinh và sinh viên đã cho tôi có một cái buổi đứng trên cái sân khấu rất lớn như thế này để có một cái chia sẻ ở cái thế hệ chúng tôi. Và cũng cảm ơn các thầy cô giáo của trường Đại học Ngoại ngữ đã chấp nhận để tôi đến nói một cái chủ đề mà phải nói rất lạ đối với sinh viên, đúng không ạ? Tôi cũng hơi buồn cười một chút, đó là như các cái chủ đề của bác Trịnh Đức Lữ, thế rồi những chủ đề của mọi người trước chia sẻ, tôi thấy rằng rất là phù hợp với sinh viên, rất trẻ trung, rất sâu sắc. Tuy nhiên cái chủ đề của tôi nó lại hơi lạc một chút, tức là mang cái tính chất là sức khỏe. Thế thì cũng hy vọng rằng các bạn cũng sẽ chú ý lắng nghe. Qua ba cái bài vừa rồi thì tôi thực sự là ấn tượng. Nhưng mà tôi ấn tượng hơn cả vẫn là những cái câu hỏi của các bạn sinh viên dành cho các diễn giả trong cái buổi ngày hôm nay. Và đặc biệt là tôi ấn tượng với cái câu hỏi của bạn Vân Anh, bạn là sinh viên, khi mà hỏi bác Trịnh Lữ, và bạn đã có nói rằng cái thế hệ từ tôi trở lại trước cho đến bác Trịnh Lữ cũng như là thế hệ cha ông chúng tôi là những các cái người khủng hoảng thiếu, tức là chúng tôi thiếu thức ăn, thiếu quần áo để mặc, không có những các cái phương tiện hiện đại như các bạn bây giờ, tức là chúng tôi không có cái sự lựa chọn. Nhưng ngược lại, thế hệ của các bạn hôm nay thì lại rơi vào cái tình trạng khủng hoảng thừa. Thế và chính cái khủng hoảng thừa đó thì dẫn tới là các bạn không biết lựa chọn cái gì. Trên TV, trên truyền hình, bây giờ có rất nhiều những chương trình nhưng mà các bạn không biết xem cái gì để cho nó phù hợp với mình. Thế rồi ngay kể cả điện thoại di động cũng vậy thôi, có rất nhiều những cái loại. Thế rồi rất nhiều các cái app mà các bạn không biết dùng cái gì để nó hiệu quả hơn và nó trở về với cái cuộc sống thực của mình. Thế và bạn có nói rằng cái khủng hoảng lựa chọn ở đây sẽ dẫn tới là cái lạc bước, lạc đường. Và bạn đặt một cái câu hỏi với bác Trịnh Lữ là làm thế nào để các bạn trẻ hôm nay không bị lạc bước. Bác Trịnh Lữ đã trả lời rất hay rồi, nhưng mà tôi cũng muốn có một cái câu trả lời góp thêm vào. Đó chính là bạn hãy tập đi bộ và bạn sẽ đi bộ. Tôi khẳng định rằng đi bộ bạn sẽ không bao giờ bị lạc đường hết cả. Bởi vì sao như thế? Bởi vì các bạn biết rồi, hôm vừa rồi tôi với lại bạn ngồi nữ ngồi thứ hai, một cái bạn mà hôm nay tôi gặp, bạn ấy đi ngoài đường, bạn đang đi bộ. Thì tôi hỏi bạn ấy là bạn đi đâu, thì bạn ấy nói là đang đi bộ. Thì tôi bảo tôi nói chủ đề về đi bộ, và bạn ấy trong cái nhóm của chúng tôi và bạn ấy cũng đến tham gia. Thì trong cái chuyến đi thành phố Hồ Chí Minh ra đến Phan Thiết hôm vừa rồi, chúng tôi đã đi và bản thân tôi đi, tôi bị lạc bước, tôi bị lạc đường. Lạc đường là vì sao? Vì tôi đi lên trên máy bay. Đi máy bay thì đến khi máy bay bay ra đến Hà Nội thì lúc đó tiếp viên mới trả lời rằng bây giờ không nhìn thấy đường băng đâu để hạ cánh. Thế do vậy là tiếp viên mới trả lời rằng khả năng là chúng tôi sẽ hạ cánh xuống sân bay Cát Bi để quý khách xuống đấy và bắt xe ô tô về. Nhưng mà đến Cát Bi cũng lại bảo không tìm thấy được, vì ở phía dưới nó mờ mịt hết rồi, không nhìn thấy cái gì cả và máy bay bay rất nhanh. Do vậy cô bảo khả năng là chúng tôi có thể phải bay vào Đà Nẵng hoặc là đến Nha Trang mới hạ cánh. Thế thì các bạn sẽ hình dung rằng nếu chúng ta ngồi trên một chiếc ô tô hay ngồi trên một chiếc xe máy hay ngồi trên một chiếc tàu hỏa hay cao hơn nữa là ngồi trên một chiếc máy bay, các bạn sẽ nhìn tất cả mọi sự vật hiện tượng nó thoáng qua đi. Các bạn sẽ không lưu lại được trong đầu mình nhiều lắm đâu, sẽ không để ý được những các cái chi tiết nhỏ dẫn tới là các bạn sẽ bị lạc đường. Cùng lắm thì các bạn ngồi trên máy bay các bạn thấy được những áng mây đẹp. Tên của bạn Vân Anh tức là áng mây đẹp các bạn ạ. Và tôi cũng rất là yêu thích mây. Trong cái chuyến bay mà hôm trước cùng với bạn Phương Thanh, chúng tôi đang bay trên bầu trời, thế sau đó thì xuống đất. Tôi có nói các bạn rằng chúng ta chuẩn bị đi bộ dưới mưa. Bạn ấy hỏi rằng tại sao anh biết chuyện như vậy. Một lúc sau thì mưa đến thật. Tại vì tôi nhìn được những các cái áng mây mà gọi là mây xây thành đấy. Thế rồi tôi nhìn thấy những áng mây mà nó sắp sửa mưa tại chỗ hay sắp sửa mưa từ xa. Thế thì bằng những cái quan sát đó, nếu tôi ngồi trên máy bay tôi không thể nhìn được đâu. Tôi chỉ nhìn thấy mây nó giống nhau, nhưng tôi ở dưới đất tôi quan sát thì tôi sẽ quan sát được rất nhiều. Thế và tôi muốn nhắc nhở với các bạn rằng để chúng ta không lạc bước thì các bạn hãy quay trở về với đi bộ, và lúc đó sẽ cực kỳ tốt với các bạn. Tôi chỉ nghĩ rằng ví dụ như cuộc đời của bố tôi sống đến gần 100 tuổi. Đầu tiên tôi cứ thắc mắc là tại sao cụ lại rất khỏe như vậy. Sống đến hàng trăm tuổi mà cụ không hề bị bệnh tật gì. Thế và cụ đi rất nhiều, cụ biết rất nhiều thứ, nhưng mà cụ lại không đi được xe đạp, không đi được xe máy, cụ chỉ có đi bộ không thôi. Và cứ từng bước chân một đi, cụ về, cụ kể cho tôi rất nhiều những cái câu chuyện của cuộc sống. Và chính những cái điều đó tôi mới nhận ra rằng hóa ra chỉ khi mà chúng ta đi bộ, chúng ta mới quan sát được những các cái điều khác.
Bây giờ bình thường hàng ngày tôi đi làm thì một buổi sáng tôi dành khoảng 15 phút từ nhà tôi đi ra đến bến xe buýt là đi bộ. Và trên đi con đường đi bộ đó thì tôi có hai bên đường là có một cái hàng cây. Thì tôi chỉ kể các bạn một cái tình huống như thế này thôi. Đó là tôi lắng nghe một cái tiếng ve vào mùa hè. Các bạn biết rằng là trước đây cái tiếng ve mùa hè ở Hà Nội rất là nhiều, nhưng đến bây giờ nó ít đi. Các bạn sẽ không trả lời được cái câu hỏi tại sao nó ít đi đâu, nhưng mà nếu chúng ta chú ý một chút, chúng ta sẽ trả lời được cái câu hỏi đó. Vì sao như vậy? Vì tôi thấy rằng nếu tôi quan sát để ý rằng tất cả những cái cây lá kim, những cái cây nhỏ thì ve không bao giờ đậu ở trên những cây đó. Và nếu như có đậu thì chỉ là một cái nhóm nhỏ, và tiếng ve kêu nó chỉ như là cái tiếng thầm thì của những cái người, những cái đôi trai gái nói chuyện với nhau thôi, chứ nó không thể tạo thành những cái tiếng ve kêu lớn được. Nhưng mà tôi để ý thêm một chút nữa là những các cái cây bàng mà lá nó to và lá xanh thì ve đậu sẽ rất nhiều, nhưng mà nó chỉ nhiều đến cái mức mà chúng ta nghe giống như một cái cuộc đua. Lúc đó là cái tiếng ve giống như cái tiếng còi mà tuyết để chuẩn bị cho một cái cuộc chạy đua. Nhưng mà đến những cái gốc cây xà cừ, các bạn sẽ thấy rằng ve tràn ngập và cái tiếng kêu của nó khủng khiếp, nó cất lên giống như một cái bản hòa tấu. Và cuối cùng tôi nhận ra rằng hóa ra không phải là ve cây nào nó cũng thích, nó biết chọn cây, nó thích cây xà cừ, nó thích cây bàng, nó thích những các cái cây xanh non hơn để có thức ăn. Thì từ đấy tôi sẽ thấy rằng hóa ra cuộc sống không phải rằng cái tiếng ve ở đâu chúng ta nghe cũng giống nhau. Thế và các bạn thấy rằng khi chúng ta ngồi trên ô tô hay là ngồi trên xe máy, chúng ta không nghe được những cái âm thanh đường phố, và lúc đó nó sẽ trượt qua tai hết. Đại dịch Covid khi mà đi qua càn quét qua thế giới loài người, chúng ta biết rằng Hà Nội đã phải đóng cửa trong một thời gian rất dài, và cả nước chúng ta phải đóng cửa. Tất cả đường phố đi vào ngăn nắp quy củ, tất cả những nhà hàng đều đóng và mọi người không được ra đường. Đường phố lúc đấy vắng tanh, im lặng. Thời gian đầu chúng tôi cảm giác rằng đó như là cái không khí Tết, đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy rất vui. Nhưng chỉ một tuần sau đó các bạn sẽ không chịu nổi. Không chịu nổi bởi vì sao? Bởi vì cái sự im lặng. Bởi vì sao? Bởi vì rằng tất cả những cái sự quy củ đó sẽ gây cho các bạn một cái sự stress kinh khủng, và các bạn sẽ không chịu đựng được nổi. Chúng ta sẽ nhớ những âm thanh đường phố, chúng ta sẽ nhớ những tiếng còi xe, chúng ta sẽ nhớ những tiếng động cơ, và chúng ta nhớ những tiếng trẻ con khóc gọi nhau, hay thậm chí là những cái tiếng chó sủa. Chúng ta sẽ nhớ những cái điều đó và nó tạo nên một cái âm thanh cuộc sống. Và các bạn thấy rằng khi mà cuộc sống trở về quy củ sạch sẽ như vậy thì chúng ta lại cảm thấy bất an nhất. Nhưng mà khi đường phố nó nhếch nhác, khi mà những cái âm thanh lộn xộn, khi mà ông sau cứ tuyết còi để bắt ông trước phải nhường đường cho mình, thì các bạn lại thấy rằng cuộc sống lúc đó có vẻ nó hối hả, tấp nập, có vẻ không an toàn, nhưng thực sự lại là rất an toàn. Đi qua đại dịch Covid đã dạy chúng ta cái điều đó. Và chính vì cái lý do như vậy mà tôi muốn nói với các bạn rằng khi các bạn gặp những stress trong cuộc sống, các bạn hãy ra đường phố, các bạn đi bộ. Và lúc đó đi bộ nó sẽ trở thành cái liều thuốc an thần tốt nhất để giúp cho các bạn vượt qua những cái căng thẳng. Khi các bạn gặp những các cái điều gì đó khó khăn trong cuộc sống, các bạn hãy ra đường phố, các bạn đi bộ, và các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều những cái điều hay ý đẹp. Tôi chỉ muốn nói rằng thực tế trong cuộc sống có rất nhiều những cái ý tưởng hay, rất nhiều những cái phát minh khoa học vĩ đại đều xuất phát từ cái lúc mà người ta đi bộ, người ta nghĩ ra. Còn nếu các bạn ngồi trên ô tô, các bạn lái xe thì các bạn sẽ chỉ tập trung vào lái, các bạn không nghĩ được cái gì hết. Các bạn nếu ngồi ở một cái ghế bên cạnh thì các bạn lại lo lắng rằng các người bên cạnh người ta đâm vào người khác, chúng ta cũng sẽ chả nghĩ được cái gì. Nhưng mà đi bộ thì chúng ta sẽ tránh được những cái nguy hiểm, chúng ta sẽ nhìn được cái mốc là đây là một cái quán ăn ngon mà mình thích, kia là một cái cô gái đẹp cứ ngày ngày ra bán hàng. Thế thì tự dưng các bạn sẽ nhớ cái con đường mình đi, và bạn Vân Anh sẽ không phải lo bị lạc bước trong cái cuộc sống này. Thì tôi cho rằng đấy là một cái cách rất là tốt để các bạn đi bộ. Sâu hơn nữa, bởi vì tôi là một bác sĩ y khoa thì sẽ có rất nhiều những bệnh nhân, rất nhiều những người dân có hỏi tôi cái cách làm thế nào để vượt qua những cái khó khăn của cuộc sống, cái cách làm thế nào để mà vượt qua cái tình trạng bệnh tật, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo hay là những các bệnh ung thư. Tôi thường tư vấn cho mọi người rất nhiều, nhưng mà cái đơn thuốc, trong cái đơn thuốc mà tôi kê cho bệnh nhân thì đầu tiên tôi ưu tiên đó chính là đi bộ và làm những các cái công việc gia đình nội trợ. Đấy chính là cái giá trị nhất. Các bạn ở đây là sinh viên của ngoại ngữ, sau này các bạn đi nước ngoài các bạn sẽ thấy là các bác sĩ kê cho bệnh nhân hiểm nghèo, kê cho bệnh nhân ung thư, thông thường người ta sẽ kê đầu tiên đấy là đi bộ, là làm những việc nhà, là đi chợ. Thì các bạn sẽ thấy rất kỳ lạ, chứ không phải là
những cái phác đồ điều trị không phải là những các cái phương pháp điều trị để loại bỏ khối u ra khỏi cơ thể là ưu tiên hàng đầu đâu, mà ưu tiên hàng đầu ở đây chính là các bạn hãy tĩnh tâm lại bằng cách là tiếp nhận cuộc sống một cách bình lặng. Vậy thì khi các bạn đi bộ như vậy, chuyên môn sâu hơn một chút trong ngành y của tôi giải thích để các bạn hiểu là như thế này. Bình thường trong cơ thể các bạn luôn luôn có những tế bào lạ, tôi cũng có, các bạn cũng có, ai cũng có tế bào lạ. Tế bào lạ đó nếu nó không bùng phát thì không sao, nhưng nếu nó bùng phát thì sẽ trở thành bị ung thư. Thế vậy làm thế nào để nó không bùng phát? Thì đó chính là cái hệ miễn dịch của cơ thể. Hệ miễn dịch của cơ thể nó giống như ông cảnh sát ấy, sẽ đi lùng những cái tên tội phạm là những các cái tế bào lạ. Khi thấy những tế bào lạ mà những các cái hệ miễn dịch phát hiện ra thì ngay lập tức là nó sẽ tiêu diệt, hoặc là ít nhất sẽ kiềm chế lại không cho các tế bào đó phát triển. Thì lúc đó các bạn sẽ không bị khối u, không bị ung thư. Nhưng ngược lại, nếu như mà hệ miễn dịch suy yếu thì lập tức những các cái tế bào đó nó sẽ bùng phát lên. Bùng phát lên thì có hai con đường, một là u sầu, hai là u không sầu. U không sầu tức là lành tính các bạn ạ, còn u sầu đấy chính là ung thư. Tôi khám cho bệnh nhân hàng ngày, tôi hoàn toàn biết. Tôi biết ngay là cái người này hay ngồi nhiều, tôi biết ngay là cái người này chỉ nằm thôi, tôi biết ngay là người này không hề đi bộ, tôi biết ngay là người này không chịu vận động. Xưa nay tất cả những ai mà sau khi xem cái chương trình này của tôi, nếu như đưa lên phương tiện thông tin đại chúng, mọi người sẽ kiểm chứng rằng tôi nói những bệnh nhân, tôi nói rằng là chị hay nằm nghiêng bên phải, anh hay nằm nghiêng sang bên trái, anh hay nằm ngủ ngửa, anh ít đi bộ, tôi nói chính xác luôn, không bao giờ sai hết cả. Vì sao như thế? Là bởi vì tôi nhìn thấy rằng cái sự vận động của con người nó ít đi, nó ít ở cái chỗ nào đó thì ngay lập tức là nó sẽ thoái hóa và nó sẽ tạo thành những cái u cục, và tôi đang nói là u sầu hoặc u không sầu đấy. Vậy chúng ta phải giải quyết cái vấn đề đó. Thì ngay kể cả với bệnh nhân ung thư cũng thế, có rất nhiều những cái điều kỳ lạ mà những bệnh nhân sau khi người ta vào cái cửa tử, thậm chí là có bệnh nhân di căn rồi, tôi khuyên họ là chúng ta hãy tiếp nhận một cách bình tĩnh, chúng ta điều trị theo đúng phác đồ y khoa, nhưng phải tích hợp những cái biện pháp của cuộc sống, đó là chúng ta sống chậm lại, lắng xuống, thực hành những cái biện pháp rất đơn giản thôi, như đi bộ chẳng hạn, thì dần dần chúng ta sẽ vượt qua. Có những bệnh nhân đến bây giờ sống đến mười mấy năm rồi tôi thấy vẫn chả làm sao cả. Có một anh học đúng trường này ra này, mẹ anh ấy bị ung thư từ năm 2001 và ung thư buồng trứng, di căn cả ổ bụng, đến bây giờ rất kỳ lạ bà khỏi, không hề bị một cái gì, chỉ có mỗi cái là vứt cái xe đạp đi, vứt xe máy đi và bà đi bộ. Bà làm tất cả mọi cái là bình thường trong cuộc sống, mổ xẻ xong, điều trị hóa chất xong, bình thường. Chúng tôi ngày đấy nói rằng ung thư đấy chỉ sống được 2-3 năm thôi, trong khi đấy là bà sống được rất nhiều. Vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng cái vai trò của đi bộ rất là quan trọng. Thế thì các bạn sẽ thấy một cái tình huống như thế này. Giống như tôi, ban đầu khi đi bộ thì tôi cũng mải mê là tôi đếm số bước chân. Tôi đếm 5.000 bước, xong tôi đếm 10.000 bước, dẫn tới là tôi vô cùng chán, cảm thấy đi một tuần sau cái thì bắt đầu là thấy gối mình nó mỏi và chân nó đau. Tự dưng mình chán, mình không muốn đi bộ nữa. Và sau đó tôi mới nhận ra rằng cái cách thực hành đi bộ mà chúng ta chỉ nhăm nhăm bước đi, làm thế nào để đi được thật nhiều để có được sức khỏe, đấy là một cái quan điểm sai. Chúng ta phải bỏ cái chuyện là cố gắng đi bộ để đếm được số bước, mà thay vào đó là các bạn hãy mở tất cả giác quan của mình ra. Giác quan ở đây là gì? Là thính giác. Các bạn nghe ngóng thế giới xung quanh, nghe ngóng những cái tiếng còi xe như tôi vừa mới chia sẻ, nghe ngóng những âm thanh của cuộc sống. Phải mở thị giác ra, tức là chúng ta quan sát xung quanh. Những người đàn ông mà quan sát những cô gái đẹp chẳng hạn trên đường đi, thì tự dưng một cái trục hormone bao gồm của tuyến yên, tuyến dưới đồi, tuyến giáp và tuyến thượng thận, nó tiết ra những cái chất gọi là chất hạnh phúc đấy, chất sung sướng, thì lập tức là các bạn sẽ có cuộc sống trẻ khỏe, các bạn sẽ tiêu diệt tất cả những tế bào lạ trong cơ thể và các bạn sẽ luôn luôn có một cái sức khỏe mà nó rất tốt. Thế thì chúng ta phải mở những giác quan như vậy, chúng ta phải mở khứu giác ra để chúng ta ngửi xem rằng là cái chỗ này mùi vị nó như thế nào. Thậm chí như tôi bây giờ, tôi có thể cảm nhận được rằng là cái gió nó, khi mà tôi xòe bàn tay ra, tôi biết rằng là cái gió đó nhiệt độ nó cỡ độ khoảng bao nhiêu. Bởi vì khi đấy chúng ta sẽ thấy rằng gió nó lướt ở dưới, chúng ta hình dung cái cánh máy bay ấy, gió lướt ở phía dưới nó khác và gió trên ở mặt trên nó khác. Nếu chúng ta tinh tế để chúng ta cảm nhận được đến mức như vậy thì tôi tin rằng các bạn đã đạt được tới một cái ngưỡng của cái điều gì đó mà tôi có thể gọi là đi bộ trong cái lúc thiền, trong lúc đi bộ đấy. Thế thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng các bạn phải mở hết tất cả các giác quan của mình ra, thì lúc đó các bạn mới cảm nhận được cái thế giới xung quanh.
Và chúng ta không nên đặt vấn đề là đi bao nhiêu bước, không nên đặt vấn đề rằng mỗi ngày chúng ta phải đi vào cái giờ này. Chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào đó và liên tục đi. Bình thường tôi khám cho bệnh nhân, các bạn sẽ, nếu ai đến bệnh viện tôi thì sẽ thấy hầu như tôi không ngồi. Tôi ngồi, tôi khám cho bệnh nhân, tôi toàn đứng hết và tôi đi cả ngày luôn. Chính vì như vậy mà tôi nghe được rất nhiều câu chuyện của người bệnh. Tôi nghe được rất nhiều những cái câu chuyện bàn tán ở đằng sau, rất nhiều những cái chuyện tình yêu rồi những cái trắc trở những này khác, và tôi có thể tư vấn được cho người ta tốt lên. Thế thì ở đây tôi muốn nói rằng các bạn cứ hỏi rằng tại sao tôi lại có nhiều câu chuyện như thế, và tại sao cũng như là bác sĩ Lữ chia sẻ, tại sao lại làm được nhiều nghề như thế. Tôi cầm con dao từ bổ củi cho đến cao nhất là tôi cầm con dao mổ người, tôi đều làm. Tôi đi bán hàng, tôi đi bán rau, tôi đi chụp ảnh, tôi đi làm các thứ. Và đến bây giờ thì công việc của tôi là viết lách. Thế rồi công việc của tôi là sáng tác âm nhạc, là lý luận phê bình âm nhạc. Tôi là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, giống bác Trịnh Lữ là họa sĩ. Thế thì ở đây tôi muốn nói rằng tôi làm rất rất nhiều nghề. Khi mà tôi mới ra trường, tôi cũng khủng hoảng giống như các bạn, cũng lo lắng rằng mình không xin được việc. Nhưng sau khi tôi đi bộ thì tôi nhìn thấy cả một cái thế giới tự nhiên bao la. Tôi nhìn thấy rất nhiều những cơ hội để tôi có thể sống. Tôi không cầm được con dao mổ người thì tôi quay về tôi bổ củi tôi vẫn sống được mà, tôi có sợ gì đâu. Tôi hoàn toàn không sợ gì. Và một khi tôi đã chuẩn bị cái tâm thế như thế thì tôi cho rằng chúng ta sẽ hoàn toàn thành công. Cái thời điểm mà chúng tôi ra trường không thể xin được việc. Mọi người hầu như tất cả, kể cả con ông cháu cha, kể cả có tiền không xin được việc. Nhưng tôi rất tự tin, tôi chỉ nghĩ rằng tôi chẳng mất một cái gì cả. Lúc đấy xe đạp tôi cũng chẳng có học y, nhưng mà tôi toàn đi nhờ các bạn. Tôi đi bộ đến bệnh viện Việt Đức tôi xin, tôi đến đi bộ đến bệnh viện Bạch Mai tôi xin, và ở đâu cũng nhận tôi. Cũng nhận vì sao? Vì các thầy hỏi, giáo sư Tôn Thất Bách có hỏi tôi rằng tại sao anh lại xin vào đây. Tôi có nói rằng là em xin vào, em đi bộ từ trường y lên đến đây để xin thầy vào bệnh viện Việt Đức. Và em biết rằng xin vào Việt Đức rất khó, nhưng thầy phải nghĩ rằng thế hệ trẻ bọn em có thể làm được những điều mà thế hệ đi trước không thể ngờ tới. Em chỉ mong muốn rằng thế hệ đi trước các thầy hãy mở lòng ra và tạo cho chúng em cơ hội, chúng em sẽ biết cách đi lên bằng chính đôi chân của mình. Nếu như tôi đi ô tô, tôi đi xe máy, tôi đến xin thầy, tôi chắc chắn tôi không xin được. Nhưng tôi đi bộ, tôi đi bằng đôi chân của tôi thì tôi dám đến tận nơi để tôi xin. Tôi dám đến tận phòng, và lúc đó, đó chính là cái bí quyết của tôi thành công. Tôi xin nói các bạn rằng tôi xin việc không hề có mất một đồng nào, không hề phải nhờ vả ai. Và đến bây giờ tôi làm rất nhiều việc. Ngay kể cả khi tôi vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tôi ở trong cái ban duyệt tác phẩm cũng thế. Ban đầu tiên rất khó, người ta không công nhận. Tôi gửi bài sang Đài Tiếng Nói Việt Nam, người ta không nghe. Tôi gửi bài sang bên Đài Truyền hình Việt Nam, người ta không chiếu. Nhưng mà sau đó, bằng cái cách thuyết phục của tôi, bằng cái con đường đi của tôi, cuối cùng là gì? Là anh Tuấn Phương, anh đã làm một cái chương trình bao gồm những nhạc sĩ như Phan Huỳnh Điểu, rồi nhạc sĩ Phú Quang, vân vân. Những cái nhạc sĩ đó, Lê Vinh và có tôi, làm một cái chương trình ca nhạc ở trên đài truyền hình. Đó chính là gì? Đó chính là tôi biết chọn cái con đường đi để không lạc bước như bạn Vân Anh nói. Và muốn không lạc bước thì chúng ta hãy từ từ, hãy đi chậm lại để tâm trí thật bình tâm, để tâm hồn nó thật thư thái. Và ở đây tôi muốn nói thêm, chia sẻ thêm về cái vấn đề đi bộ, thì nó có một là các bạn đi một mình, mang cái tính chất là đi lang thang, đi thưởng thức. Hai là gì? Chúng ta có thể đi hai người với nhau để chúng ta tâm sự về cuộc sống, đúng không ạ? Ba là chúng ta có thể đi thành từng nhóm. Bốn là chúng ta đi với cả một cái xã hội. Một cái xã hội ở đây nó gọi là đi hành hương đấy. Khi đi hành hương mà chúng ta có một cái niềm tin, có một cái tôn giáo thổi vào, thì tự dưng chúng ta, cái bước chân của chúng ta nó sẽ có sức mạnh. Nhưng mà đi hành hương thì thôi tôi không nói. Tôi chỉ nói rằng cái đi bộ chúng ta muốn mở rộng được giác quan nữa thì tốt nhất các bạn hãy đi thành nhóm hoặc là đi thành hai người. Và đi thành nhóm, đi thành hai người, khi chúng ta nói chuyện như vậy thì cái não của chúng ta phải phát triển. Nó phải động não, phải biết rằng, phải đoán rằng những cái người đi cùng mình đang định đi theo hướng gì, đi nhanh hay đi chậm. Chúng ta cùng có một cái mục tiêu để đạt được cái mục đích đó. Thì lúc đó nó sẽ kích thích trí não của chúng ta phát triển. Chúng ta có thể không đặt vấn đề về thể chất, nhưng mà chúng ta đặt cái vấn đề về tinh thần lên rất cao. Và điều tôi muốn nói với các bạn ngày hôm nay là tại sao chúng ta lại phải thực hành đi bộ thật nhiều. Khi chúng ta đi cùng nhau như vậy thì các bạn thấy rằng trên thế giới người ta nói rằng không hề có con đường, chỉ khi nào chúng ta đi cùng nhau, nắm tay nhau cùng bước đi thì lúc đó mới tạo ra con đường, tức là đi bộ cùng nhau để chúng ta tìm con đường mới. Thứ hai là chúng ta đi bộ từ cái thời xa xưa, tức là cách đây người ta tính là khoảng 19.000 năm con người đã biết cách dùng đi bộ để phát triển cuộc sống.
Cụ thể là những cái người từ thời cổ đại họ đi bộ để tìm ra thức ăn để chia sẻ với nhau. Còn ở trong cái thời đại của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta đi bộ để cùng tìm ra những các cái lý tưởng chung, cùng phát hiện những cái điều mới mẻ của cuộc sống để xây dựng cuộc sống một cách tốt đẹp hơn. Và câu cuối cùng tôi muốn nói với tất cả các bạn sinh viên cũng như các thầy cô giáo ngày hôm nay, đó là chúng ta hãy nhấc bước chân lên đi bộ, bởi vì có rất nhiều những điều tốt đẹp của cuộc sống đang ẩn trong bước chân của các bạn. Chỉ có những bước chân đó mới là những điều vững chắc nhất để các bạn xây dựng cuộc sống của mình hạnh phúc trong tương lai, và các bạn không bao giờ lạc bước. Xin trân trọng cảm ơn.